Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực thủ đô chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu nên trời nhiều mây, sáng sớm có mưa rào vài nơi, trưa chiều có nắng đan xen với mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Tối và đêm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, nhiệt độ từ 24 cho đến 27 độ. Sang ngày mai, thời tiết khu vực Hà Nội bắt đầu có sự thay đổi. Trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa, trưa chiều có nắng. Nhiệt độ từ 24 cho đến 31 độ, độ ẩm từ 64 cho đến 97%. Dự báo trong 3 ngày tới, nền nhiệt khu vực Hà Nội giảm nhưng không đáng kể. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung vào ngày 22 tháng 10. Kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay đến ngày 22 tháng 10, thành phố có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 80 cho đến 86%. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, sang ngày 23 tháng 10, bộ phận không khí lạnh tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn. Khu vực Hà Nội có mây, không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm tới ngưỡng lạnh từ 21 cho đến 23 độ và cao nhất là không quá 30 độ. Đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng ngày 22 tháng 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây mưa và giảm nhiệt độ. Miền Bắc trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Gió trên vịnh Bắc Bộ cấp 6, giật cấp 8, mưa vừa, mưa to trên khu vực Trung Bộ. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, sáng có lúc có mưa, trưa chiều có nắng, nhiệt độ từ 24 cho đến 31 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ không thay đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, sáng có lúc có mưa, trưa chiều có nắng, nhiệt độ từ 24 cho đến 31 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, với mức nhiệt độ từ 23 cho đến 31 độ. Tại trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, sáng có lúc có mưa, trưa chiều có nắng, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 31 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6:30 sáng mai.